Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 86. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Liên Hải. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 29 tháng 11 năm 1998. Địa điểm: Phật giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Chúng ta vẫn từ trang thứ 46 bắt đầu xem từ hàng cuối cùng. Phục hữu bất khả sổ đại phạm thiên dương, sở dị thi khí thiên dương, huệ quang thiên dương, thiện huệ quang minh thiên dương, phổ dân âm thiên dương, quán thế ngôn âm tự tại thiên dương, tịch tịnh quang minh nhãn thiên dương, quang biến thập phương thiên dương. Lần trước giảng đến đây, chúng ta tiếp tục xem vị thứ 8, biến hóa âm thiên dương. Mười loại danh hiệu này đều là tượng trưng cho đức hạnh của đại phạm thiên dương. Âm thanh là phương thức chủ yếu để giáo hóa chúng sanh ở thế giới Ta Bà. Trong hội Lăng Nghiêm, Bồ Tát Văn Thù lựa chọn viên thông cho chúng ta. Ngài nói rất hay: ở đây chân giáo thể thanh tịnh nhờ nghe âm thanh. Cho nên thánh hiền thế gian xuất thế gian, hướng dẫn chúng sanh trong thế giới Ta Bà đều dùng âm thanh để thuyết pháp. Âm thanh có biến hóa, không chỉ là âm thanh biến đổi. Chúng ta biết sắc tướng cũng có biến đổi. Thực sự mà nói, thế gian tất cả pháp đều là sát na thay đổi, chứ không có thứ gì không thay đổi. Phàm là thay đổi, trong Phật Pháp đều gọi nó là Pháp Hữu Di. Hiện tượng không có thay đổi mới gọi là Pháp Vô Di. Nói Hữu Di, Vô Di có thể bao hàm tất cả Pháp thế gian xuất thế gian. Ở đây, Đại Phạm Thiên Dương cho chúng ta phải độ cho các chủng loại chúng sanh thiên biến vạn hóa này. Phải biết
vận dụng phương thức linh hoạt. Đây chính là điều mà Phật Bồ Tát nói, tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Pháp mới có thể khế cơ, khế lý. Không thay đổi, chắc chắn không thể khế cơ. Nhưng thay đổi, nhất định phải giữ vững nguyên lý, nguyên tắc bất biến. Sự biến đổi này mới gọi là phương tiện thiện xảo. Trong Phật Pháp nói là thiện xảo, xảo chính là xảo biến. Thiện chính là họ có thể ở trong biến hóa mà không làm trái với nguyên lý, nguyên tắc. Đây gọi là thiện. Phật Pháp giảng nguyên lý là gì? Là tâm tánh. Nói cách khác, bất luận thay đổi như thế nào, tuyệt đối không trái với tâm tánh. Đây gọi là phương tiện thiện xảo. Nếu như trái với tâm tánh, tuy xảo mà bất thiện, cũng chính là nói tuy khế cơ nhưng không khế lý. Phật từng nói khế cơ không khế lý là ma nói, không phải Phật nói. Nếu như khế lý mà không khế cơ, Đức Phật có một ví dụ nói, vàng ngôn ngữ, lời vô ích, tuy khế lý nhưng không khế cơ. Tất cả chúng sanh này nghe rồi cũng vô ích, không đạt được lợi ích. Đây cũng là điều mà Phật không hề chấp nhận. Cho nên, trong biến hóa âm, nhất định phải nắm vững khế lý. Khế lý khế cơ mới gọi là thiện thuyết. Câu này gợi ý chúng ta rất lớn. Để chúng ta hiểu được, đặc biệt là trong Pháp Đại Thừa, chúng ta hiểu được Pháp Tiểu Thừa là bảo thủ, Pháp Đại Thừa là khai phóng. Đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm. Trong Hoa Nghiêm nói, không những là lý sự vô ngại, sự sự cũng vô ngại. Vì sao vậy? Khế lý. Chỉ cần khế lý, liền vô ngại. Tương ưng với tâm tánh, tương ưng với lý không tịch. Cũng chính là nói thiên biến vạn hóa, mảy trần không nhiễm. Đây chính là khế lý. Nói cách khác, bắt buộc phải xả bỏ hết vọng tưởng, phân biệt chấp trước, mới có thể đạt được sự sự vô ngại.
Nếu như chúng ta còn một chút phân biệt chấp trước, vậy thì sự sự đều có ngại. Lý sự cũng có ngại. Đây là lục đạo chúng sanh khởi tâm động niệm, nói năng hành động đều có chướng ngại. Vì sao vậy? Vì không tương ưng với lý. Trong tứ tánh pháp giới, đây là siêu diệt lục đạo. Họ đã xả bỏ chấp trước, nhưng còn có phân biệt. Chúng ta ở trong kinh nhìn thấy những người này, họ có thể đạt đến lý sự vô ngại, nhưng sự sự vẫn còn ngại. Ngày nay chúng ta lý sự cũng có ngại, không sánh bằng họ. Siêu diệt thập pháp giới, phân biệt chấp trước tất cả đều xả hết. Siêu diệt thập pháp giới, nhập nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới mới là sự sự vô ngại. Đó chính là đến thanh tịnh bình đẳng giác. Trong trần cũng không nhiễm trần lao. Sự thay đổi này đã hoàn toàn tương ưng. Chúng ta hiểu được đạo lý này, cần phải làm như thế nào? Nhất định phải hạ công phu trong việc đoạn phiền não. Cũng chính là nói, trong cuộc sống thường nhật, xử sự đối người tiếp vật, cố gắng giảm thiểu phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước không thể không có. Nếu như không có, quý vị chắc chắn không phải là phàm phu. Phàm phu chắc chắn có phân biệt chấp trước. Làm thế nào để giảm nhẹ phân biệt chấp trước? Công phu chúng ta liền đắc lực, tu học liền có tiến bộ. Điểm này rất quan trọng. Nếu như không tại nơi này dụng công phu chân thật, tu học bất cứ pháp môn nào đều là chướng ngại, không thể đắc lực được. Pháp môn Tịnh Tông tuy nói đới nghiệp giảng sanh, cách nói không sai. Nếu như lúc lâm chung phân biệt chấp trước không buông xuống được, vậy thì không đi được. Đạo lý này nhất định phải hiểu. Phàm có thể giảng sanh được, một niệm cuối cùng đó họ tương ưng. Một niệm đó là A-di-đà Phật.
buông xuống tất cả phân biệt chấp trước của thế gian xuất thế gian. Niệm cuối cùng là A-di-đà Phật mới có thể giảng sanh. Chứ gì đều biết, người niệm Phật nhiều, người giảng sanh ít. Vì sao lúc lâm chung họ không đi được? Phân biệt chấp trước chưa buông xuống. Vấn đề này đương nhiên bình thường chúng ta đã luyện tập nuôi dưỡng nó, vậy là tốt nhất. Bình thường nếu như có thể dưỡng thành thì quý vị được tự tại. Vì sao vậy? Muốn lúc nào giảng sanh thì lúc đó sẽ giảng sanh, không có chướng ngại. Muốn ở thế gian này thêm vài bữa nữa cũng không có trở ngại. Đây chính là sự sự vô ngại. Những vị Bồ Tát này có thể làm được, vì sao chúng ta lại không làm được? Làm không được chính là do bản thân không chịu buông xuống. Vậy thì còn cách gì nữa? Sự việc này không có ai làm chướng ngại chúng ta, không liên quan đến bất cứ người nào. Phật Bồ Tát tuy từ bi cũng không giúp được gì. Nhất định phải tự mình giác ngộ, tự mình hạ quyết tâm buông xuống. Như chúng ta cũng biết, không ít đồng tu thực sự muốn buông xuống lại không buông được. Không phải không muốn buông xuống, họ thật muốn buông xuống. Vì sao không buông xuống được? Từ vô thị kiếp đến nay, tập khí phiền não nặng quá, không muốn khởi vọng tưởng, vọng tưởng lại cứ khởi lên. Lúc quý vị đang dụng công phu sẽ sản sanh hiện tượng này. Bất luận tu học pháp môn nào, lúc công phu hơi đắc lực, hiện tượng này liền hiện tiền. Một là vọng niệm rất nhiều. Lúc không niệm Phật, cảm thấy bản thân không có vọng niệm. Lúc không tỉnh tọa, cũng cảm thấy bản thân không có vọng niệm. Vừa niệm Phật, phát hiện không biết từ đâu mà nhiều vọng niệm đến như vậy. Dường như là càng niệm, vọng niệm càng nhiều. Tỉnh tọa lại là càng ngồi, vọng niệm càng nhiều. Hiện tượng này gọi là trạo cử. Đây là phiền não tập khí từ vô lượng kiếp đến nay hiện hành. Không phải bình thường không có, bình thường cũng nhiều như vậy. Nhưng bình thường quý vị không phát hiện ra. Lúc này niệm Phật phát hiện ra rồi, tỉnh tọa phát hiện ra. Tuyệt đối không phải quý vị niệm Phật mà niệm nó đến. Cho nên có rất nhiều đồng tu gặp phải tình hình này, không dám niệm Phật. Lúc tôi không niệm Phật, dường như không có vọng niệm, tại sao mà càng niệm lại càng nhiều? Điều này nhất định không được hiểu lầm. Chắc chắn không phải niệm Phật mà niệm ra, là niệm Phật mới phát hiện ra hiện tượng tốt. Lúc không niệm Phật, quý vị có nhiều vọng tưởng như vậy mà bản thân quý vị không biết. Lúc niệm Phật mới phát hiện ra, bản thân hiểu được. Sau khi hiểu được, chúng ta phải dùng phương pháp để đối trị nó. Cho nên đây là việc tốt. Không thể nói vọng niệm nhiều quá, tôi không dám niệm Phật, vậy là hỏng. Hiện tượng thứ hai là hôn trầm.
Danh hiệu Phật niệm nhiều rồi, ngủ gật liền đến. Vừa yên lặng liền ngủ gật. Ngủ rất say, ngáy rồi, thường thường nghe đến. Không những vậy, có người đang ngồi, ngủ gật, ngủ ngáy, còn có người đứng mà ngủ rồi còn ngáy. Người công phu giỏi hơn, lúc đi kinh hành họ cũng ngủ rồi ngáy. Bản lãnh rất ghê gớm. Hiện tượng này đều không tốt. Nhất định phải nhắc nhở bản thân. Phải biết dùng phương pháp để đối trị. 37 phẩm trợ đạo thất bồ đề phần. Phương pháp mà Thế Tôn cung cấp cho chúng ta chính là đối trị hôn trầm và trạo cử. Phải biết dùng phương pháp để đối trị. Nhưng phương pháp căn bản vẫn là hàng ngày chúng ta phải sửa đổi quan niệm này. Quan niệm sai lầm. Đây là từ căn bản mà hạ thủ. Làm thế nào tu sửa lại quan niệm sai lầm của chúng ta? Có thể khế nhập tri kiến Phật. Thông thường trong kinh Đại Thừa đều nói rất hay. Theo pháp môn Tịnh Tông mà nói, so với pháp Đại Thừa thông thường, đích thực thuận tiện rất nhiều. Tịnh Tông chỉ nói hai chữ hân yếm. Đối với thế giới ta bà, quý vị phải hiểu cuộc sống của lục đạo. Hiện tại chúng ta đang tại cõi người. Trong cõi người tình hình đau khổ, chúng ta chỉ biết được một ít, chưa đủ sâu sắc. Nhân gian có rất nhiều người rất khổ. Thế gian chúng sanh đau khổ nhiều, chúng ta chưa từng thấy. Ngày tháng khổ nạn, thanh niên hiện tại chưa từng trải qua. Không biết thế gian khổ. Cho nên, quý vị tại thế gian này vẫn còn sanh tâm tha mái. Không đành rời xa thế gian. Quý vị không hiểu được tình hình của thế gian. Nếu như nói đến môi trường sinh sống của thế gian này tốt, thiên nhân tốt hơn chúng ta rất nhiều. Dục giới thiên càng lên cao càng tốt hơn. Sắc giới càng thù thắng. Phước báo của Ma Hê Thủ La Thiên gần như có thể sánh với Phật. Họ cũng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Điều này nói trong kinh. Nhưng tướng tốt của họ không rõ ràng như Phật vậy. Không thù thắng giống như Phật. Chúng ta nhìn xem loại cảnh giới này có ngưỡng mộ hay không.
có tham luyến hay không? Nhưng quý vị nên biết, thiên nhân thọ mạng có dài bao nhiêu cũng là hữu hạn. Lúc phước trời hưởng hết phải làm thế nào? Dường như trong kinh luận Đại Thừa đều là cách nói này. Thiên nhân sau khi mạng chung phần nhiều đọa lạc, hơn nữa đều là đọa vào đường ác. Phước hưởng hết rồi, trong A Lại Gia thức chủng tử ác nghiệp hiện tiền. Nói cách khác, vẫn là không tránh khỏi khổ luân hồi. Đọa vào đường ác, khổ không thể kể xiết. Thời gian trong đường ác cũng rất dài, dài hơn cả thọ mạng của thiên nhân. Kinh Địa Tạng chư vị thường tụng, chúng ta biết được thọ mạng dài nhất là trời phi tưởng phi tưởng xứ của vô sắc giới thiên, thọ mạng tám vạn đại kiếp. Đây là thọ mạng dài nhất. Nhưng trong Kinh Địa Tạng nói cho chúng ta, địa ngục thọ mạng vô số kiếp. Vô số kiếp và tám vạn đại kiếp so với nhau, tám vạn đại kiếp quá ngắn. Quý vị nếu như hiểu rõ được chân tướng sự thật, hiểu rõ ràng rồi, sau đó mới biết lục đạo phước báo lớn hơn nữa cũng không được lưu luyến. Vì sao vậy? Không phải là chân thật, không thể thoát ly lục đạo. Trong kinh Đức Phật nói không sai chút nào hết. Ba đường ác là quê nhà, hai cõi trời người là ra ngoài tham quan du lịch, thời gian rất ngắn rồi phải quay trở về. Chúng ta hiểu rõ những việc này rồi, hiểu sáng suốt rồi, đối với tất cả pháp thế gian, xuất thế gian, tâm tham luyến đã đoạn được. Vậy tức là ý niệm tham sân si đã nhạt bớt. Cho dù chưa đoạn nhưng đã rất nhạt rồi. Có cũng được, không có cũng được. Tình hình ở thế giới Tây Phương Cực Lạc nhất định phải rõ ràng. Nơi đó có những điều khác không nói, thọ mạng dài. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, phàm là người sanh đến nơi đó, dù cho là hạ hạ phẩm giảng sanh, thọ mạng cũng giống như A-di-đà Phật vậy, vô lượng thọ. Có người đến chất vấn, vô lượng thọ rốt cuộc là thật hay là giả? Giả là nói như thế nào? Vô lượng của hữu lượng. Tuy nói vô lượng, trên thực tế vẫn là hữu lượng. Chẳng qua thọ mạng dài quá. Cho dù vô lượng của hữu lượng cũng đủ dùng rồi.
Trong kinh Đức Phật nói cho chúng ta, phàm phu tu hành thành Phật cần ba đại A Tăng kỳ kiếp. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thọ mạng của quý vị là vô lượng kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp có là gì? Cho nên nói quý vị cũng giống như kiểu tu hành thông thường, ở thế giới phương khác cần thời gian. Tại thế giới Tây Phương Cực Lạc, quý vị có đủ thời gian để tu hành thành Phật, mới hiểu được vô lượng của hữu lượng liền trở thành vô lượng thật sự. Quý vị thành Phật thì thật sự là vô lượng. Phải hiểu được đạo lý này. Thật sự vô lượng thọ là gì? Là báo thân. Pháp thân không có thọ mạng. Không nói được là hữu lượng hay là vô lượng. Báo thân là vô lượng thọ. Ứng quá thân là vô lượng của hữu lượng. Báo thân là vô lượng của vô lượng, là vô lượng thật sự. Nghi vấn này chúng ta giải quyết được rồi. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, tương lai lúc A-di-đà Phật quá duyên hết, nhập bát niết bàn, Quán Thế Âm Bồ Tát tiếp đó sẽ thành Phật. A-di-đà Phật thị hiện niết bàn là thân gì? Ứng quá thân. Điểm này chư vị phải hiểu được. Pháp thân không sanh không diệt, báo thân có sanh không diệt, ứng quá thân có sanh có diệt. Hiện tại tại Tây Phương thị hiện A Di Đà Phật ở thế giới Cực Lạc là ứng thân của Ngài. Chúng ta tại cõi phàm thánh đồng cư, cõi phương tiện hữu dư, thấy Phật là ứng thân. Cõi thật báo trang nghiêm, thấy Phật là báo thân. Cõi thường tịch quang là pháp thân. Cõi thường tịch quang không có tướng. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. 3.000 năm trước, Phật Thích Ca Mâu Ni ứng thân đến thế gian chúng ta, thị hiện thọ mạng 80 tuổi. 80 năm gọi là liệt ứng thân. A-di-đà Phật tại thế giới Cực Lạc hiện thân là ứng thân thọ mạng rất dài, vô lượng thọ. Ứng thân cũng là vô lượng thọ. Quá duyên của Phật biến quá khôn lường, làm gì có nhất định. Đọc đến kinh Vô Lượng Thọ, quý vị xem năm xưa Thế Diêu Dương thân cận thế gian tự tại Dương Như Lai, đó cũng là ứng thân. Thọ mạng rất dài. Tại thế giáo hóa chúng sanh 42 kiếp. Đương nhiên, thọ mạng của Phật chắc chắn không chỉ 42 kiếp. Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế giáo hóa chúng sanh 49 năm. Trú thế 80 năm. Giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Thế gian tự tại dương giảng kinh thuyết pháp 42 kiếp. Chúng ta liền nghĩ đến thọ mạng của Ngài nhất định rất dài, có lẽ phải 50-60 kiếp.
Đây đều là dạng ứng thân. Ứng thân tại pháp giới hư không, mỗi mỗi địa phương không giống nhau. Thực sự gọi là thiên biến vạn hóa. Làm gì có nhất định? Có lẽ quý vị sẽ hỏi, vì sao có vị thời gian dài, có vị thời gian ngắn? Liên quan đến nghiệp lực của chúng sanh. Nếu như thế gian này, chúng sanh tạo thiện nghiệp nhiều, ác nghiệp ít, thọ mạng sẽ dài, phước báo sẽ lớn. Nếu như thế gian này, tất cả chúng sanh tạo nhiều ác nghiệp, thiện nghiệp ít, y báo, chánh báo đều kém, thọ mạng sẽ ngắn. Chính là sự việc như vậy. Thọ mạng cũng không phải là Diêm La Vương chủ định cho quý vị. Không có đạo lý này. Hoàn toàn là bản thân tu được. A-di-đà Phật thì hiện tại thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì sao thọ mạng lại dài như vậy? Phàm là người sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều là người thượng thiện. Trong kinh nói rất hay, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Nói cách khác, giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc không còn tạo ác nữa. Những sự thật này chúng ta phải rõ ràng, phải sáng suốt. Phải học tập như thế nào đây? Bắt đầu từ lúc này không nên làm ác nữa. Không phải nói tôi đợi sau khi giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không làm ác. Nếu như suy nghĩ như vậy, e rằng quý vị không thể giảng sanh được. Đến thế giới Cực Lạc còn làm ác, quý vị không thể phá hoại đạo tràng người ta. Người ta làm sao đồng ý cho quý vị đến? Quý vị mang ý niệm này muốn đến thế giới Cực Lạc để làm ác không dễ dàng. Người thế giới Cực Lạc mỗi mỗi đều có thần thông. Quý vị khởi tâm động niệm họ đều biết. Cho nên, nếu muốn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất định phải là một người thuần thiện. Chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác đối với tất cả mọi người, mọi sự vật phạm vi bao hàm còn rộng hơn người, chính là tất cả động vật, cho đến thực vật, khoáng vật, đều dùng một tâm thuần thiện để đối đãi. Chắc chắn không được có ác ý. Phải thường có tâm này. Quý vị giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, vậy thì chắc chắn rồi. Trừ phi không muốn đi. Nếu quý vị muốn đi, nhất định sẽ đi được. Vì sao vậy? Tâm tương ưng. Điểm này rất quan trọng. Thay đổi như thế nào? Tâm thuần thiện không thay đổi. Tâm lợi ích chúng sanh không thay đổi. Không những lợi ích cho người mà chúng ta thân cận, người lạ, chúng ta cũng lợi ích cho họ giống như vậy. Tâm này là thanh tịnh bình đẳng, chắc chắn không có sai biệt. Không những đối với người lạ như vậy,
thậm chí đối với quan gia đối đầu. Người rắp tâm đến hãm hại chúng ta, chúng ta cũng dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng, từ bi để đối với họ, không có gì khác. Thân mạng chúng ta bị họ hại chết rồi, hại chết cũng có sao đâu. Hại chết ta vẫn cảm kích họ, vì sao vậy? Sớm một ngày đến thế giới cực lạc. Nếu họ không hại mình chết, mình còn ở đây chịu khổ thêm vài năm nữa. Họ hại chết mình, không phải mình phải cảm kích họ sao? Mình đến thế giới cực lạc trước, làm gì có mảy may tâm oán hận. Thật sự chỉ có hoan hỷ cảm ơn. Chúng ta thường có tâm này, nói với chư vị rằng yêu ma quỷ quái đều cảm động, sẽ không đến hãm hại quý vị, không những không hãm hại mà còn tôn kính khâm phục. Họ đến hộ pháp cho quý vị. Chúng ta phải rõ ràng đạo lý này. Đạo lý này không khó hiểu. Ngạn ngữ nói, người cùng tâm này, tâm cùng lý này. Nếu như chúng ta hận một người, chán ghét một người, hãm hại họ, họ không tức giận chút nào, vẫn là dùng tâm chân thành, tâm từ bi để đối đãi với chúng ta, chúng ta có bị cảm động hay không? Cùng một đạo lý, chúng ta nhất định sẽ bị họ cảm động. Quay đầu lại, tôi nhất định sẽ ủng hộ họ. Yêu ma quỷ quái cũng cùng tâm này. Cho dù có những yêu ma quỷ quái này đến vây quanh, chúng ta không cần sợ, cũng không cần chán ghét, xua đuổi họ ra khỏi. Chúng ta chân thật niệm Phật, hy vọng họ và ta cùng nhau niệm Phật, vậy mới tốt. Chúng ta độ tất cả chúng sanh, không thể nói là yêu ma quỷ quái mà không độ họ, có lý nào lại vậy? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, dưới còn có thêm một chú giải trừ yêu ma quỷ quái ra. Vậy có được không? Không được. Phật độ tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh bao gồm cả họ trong đó. Cho nên chúng ta phải có tâm lượng. Đại tâm lượng, phải có thể bao dung, nhất định không thể có phân biệt. Ngày nay họ đến gây phiền phức cho chúng ta, chứng tỏ đức hạnh của chúng ta chưa đủ, tâm lượng chưa đủ lớn, chưa đủ để cảm hóa họ. Có những việc này rất hay, giống như lão pháp sư Ấn Quang đã nói, ngài nhắc nhở chúng ta bản thân cảm thấy tàm quý, công lực chưa đủ, nên phải nghiêm túc nỗ lực học tập. Chúng ta có thể cảm động họ, mới hiển thị bản thân chúng ta công phu đắc lực. Mỗi ngày như vậy thì kinh điển Đại Thừa mới đọc tụng không vô ích. Cho nên kinh giáo quý vị phải hiểu được, nói được. Đầu tiên bản thân phải thực hành được. Bản thân không thể thực hành, làm sao mà nói? Cho dù nói được cũng không tương ưng. Nhất định bản thân phải làm được trước, sau đó mới có thể nói.
Điều này rất quan trọng. Bắt buộc bản thân phải khế nhập cảnh giới. Lúc này quý vị tự nhiên sẽ có phương tiện thiện xảo, tự nhiên sẽ hiểu được tùy cơ ứng biến. Biến quá chính là tùy cơ ứng biến. Liền có năng lực này. Năng lực này thuộc về quyền trí. Vị thứ 9, quang minh chiếu diệu nhãn thiên dương. Trong đức hiệu của vị thiên dương này nêu lên con mắt trí tuệ, hai loại trí tuệ đều đầy đủ. Quang minh tượng trưng cho căn bản trí, chiếu diệu tượng trưng cho hậu đắc trí, nhãn là nhãn căn. Nói một nhãn căn, chúng ta liền có thể liên tưởng đến sáu căn. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, một căn giải thoát, sáu căn liền viên thông. Đây là trong sáu căn nêu ra một căn để nói. Sáu căn là nói những gì? Nói rõ ra là tác dụng của thân thể chúng ta. Phật quá độ chúng sanh cũng dùng thân thể này. Không có thân thể này, lấy gì mà độ cho chúng sanh? Thuyết pháp phải dùng thân thể này. Quán cơ cũng phải dùng thân thể này. Thị hiện là một tấm gương tốt, vẫn phải dùng thân thể này. Làm sao có thể xa rời giả tướng này được? Tuy dùng thân thể này mà không chấp trước thân thể này, không phân biệt thân thể này, đây là chỗ cao minh của họ. Gọi là quang minh chiếu diệu. Quý vị dùng sáu căn, thực sự có thể làm được tức tướng ly tướng. Ly tức đồng thời, không có trước sau. Chúng ta bắt buộc phải dùng sáu căn này để làm Phật sự. Làm Phật sự tức là giúp đỡ tất cả chúng sanh giác ngộ. Bản thân quý vị trước phải giác ngộ. Quý vị không mê. Đầy đủ hai loại trí. Phật y theo hai loại trí này để thuyết pháp. Y hai loại dụng trí này mà quá độ tất cả chúng sanh. Thật trí, thực sự mà nói, là tâm thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng khởi tác dụng. Tác dụng biểu hiện ở đâu? Biểu hiện tại sáu căn.
Tông môn thường nói lục căn môn đầu phóng quang động địa, chính là vị thiên dương này biểu thị. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Ngày nay chúng ta học không giống. Ngã chấp chưa xả bỏ, học thế nào cũng học không giống. Sự việc này thật là khó, thật không dễ dàng. Thế Tôn thiên kinh vạn luận, cho dù trong kinh tiểu thừa cũng nói, cũng thường nói. Thế gian được mấy người biết ngã là giả? Ngã bất khả đắc, ngã là vô sở hữu, ai biết được? Tuy thường thường trong kinh điển đọc được, nghe được, nghe đến quen tai, bản thân cũng có thể nói, nhưng lại không nhập được cảnh giới, vẫn là chấp trước thân này là ta. Vẫn chấp trước vật ngoài thân là sở hữu ta. Đây là đại bệnh, là bệnh căn. Phật tuy có rất nhiều phương tiện thiện xảo hướng dẫn cho chúng ta nhìn thấu, chúng ta lại không biết cách vận dụng. Quán pháp của tứ niệm xứ là phương pháp hay. Chúng ta có nghiêm túc để quán hay là không? Không có. Nếu như quý vị chăm chỉ để làm, tôi tin rằng 3 tháng đến nửa năm nhất định có hiệu quả rất tốt. Nhưng đáng tiếc quý vị không làm. Nếu như chăm chỉ làm, quý vị mới phát hiện được. Thường nói trong kinh Phật, giáo lý hành quả, mới không đến nỗi dừng nơi giáo môn. Quý vị có được lợi ích rất cạn. Quý vị từ giáo mà sáng lý, hoát nhiên đại ngộ. Sau khi sáng lý, thực tiễn vào trong cuộc sống, liền trở thành hạnh. Từ trong hạnh môn, quý vị sẽ chứng thực nghĩa thú chân thật mà Đức Phật đã nói trong kinh, chứng minh được. Cho nên nhất định phải hiểu được tướng là huyễn tướng, thân là huyễn thân. Sát na sanh diệt, niệm niệm không trụ. Hiện nay trong thời đại này, mỗi vị đồng học đều có kinh nghiệm chụp ảnh. Quý vị cầm máy chụp ảnh, ngắm ống nhìn, rồi bấm máy. Vậy là bấm. Quý vị có thể chụp tiếp tấm khác tương đồng với tấm này hay là không đây? Không thể.
Tấm này qua rồi. Sau đó mới có thể hiểu được trong kinh giảng cho chúng ta. Như xương cũng như điện. Tấm này bấm máy rồi, thân mạng này qua đi. Không có nữa. Vĩnh viễn sẽ không quay trở lại. Tại sao không giác ngộ? Đi chơi đến đâu cũng chụp rất nhiều ảnh để làm kỷ niệm. Ai kỷ niệm? Quý vị có thể kỷ niệm được mấy ngày? Sau khi chết không ai kỷ niệm nữa. Cho nên trong cuộc sống thường ngày, thứ sáu căn tiếp xúc được, tỉ mỉ mà quán chiếu, quý vị mới hiểu được vạn pháp đều không. Mới biết mới mẻ không dừng lại. Không những niệm không có tương đồng, tất cả những cảnh giới tướng, ý niệm là năng biến, cảnh giới là sở biến. Năng biến sở biến đều bất khả đắc. Quý vị hiểu được đạo lý này, hiểu rõ chân tướng thật sự này, thì quý vị và tất cả mọi người sẽ cư xử với nhau không có hiểu lầm, cũng không có xung đột, sẽ cư xử với nhau rất tốt. Vì sao nói người hiểu rõ chân tướng sự thật cùng với tận hư không biến pháp giới, tất cả chúng sanh cư xử với nhau sẽ có thể hòa thuận, họ giác ngộ, họ hiểu rõ. Tất cả những sự gặp gỡ đều là duyên. Thiện duyên không sanh tâm hoan hỷ, không lưu luyến. Ác duyên không sanh tâm sân nhuế, cũng không ghét bỏ, chán ghét. Họ có thể hòa mục. Chỉ có người thực sự hiểu rõ chân tướng mới có thể làm được. Chúng ta hiểu rõ đối với chân tướng, chúng ta khế nhập cảnh giới này. Khế nhập cảnh giới này mới gọi là chứng. Trong cuộc sống thường nhật, xử sự đối người tiếp vật đích thực là như vậy. Toàn dùng được rồi. Không hiểu đạo lý này, trước khi chưa hiểu rõ sự thật này, tâm chúng ta luôn bất bình. Tâm bất bình đương nhiên sẽ không thanh tịnh. Bất bình chính là có cao thấp, có phân biệt, quý vị sẽ bất bình. Không thanh tịnh chính là có phiền não, tham sân si mạng, thị phi nhân ngã. Có chấp trước, quý vị sẽ không thanh tịnh. Không bình đẳng thanh tịnh chính là tâm luân hồi mà Phật Pháp nói đến. Tâm luân hồi tạo ra tất cả đều là nghiệp luân hồi. Tâm luân hồi học Phật cũng là nghiệp luân hồi. Tuy học Phật vẫn là không ra khỏi luân hồi. Quý vị nếu hỏi vì sao, bản thân quý vị chính là. Chúng ta học Phật chắc chắn không phải một đời này. Đây là điều chúng ta có thể khẳng định. Chúng ta trong đời quá khứ, vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều đang học Phật mà không ra khỏi luân hồi.
chưa giảng sanh. Nếu như giảng sanh, ngày nay làm sao lại đến nơi này được? Vì sao không thể giảng sanh? Vì sao học Phật không thể thành tựu? Chưa thể thoát ly tâm luân hồi. Dùng tâm luân hồi học Phật thì vẫn không ra khỏi luân hồi. Đây không phải là sự thật bày ra trước mắt hay sao? Ngày nay, chúng ta nếu muốn thoát ly luân hồi, muốn ngay trong đời này thành tựu, phải đổi tâm luân hồi thành tâm Bồ Đề mới được. Thế nào là tâm Bồ Đề? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng chính là tâm Bồ Đề. Nói cách khác, thị phi nhân ngã, phiền não tà kiến nhất định phải buông xuống. Nếu như quý vị nói thật sự không buông xuống được, không buông đọc kinh, niệm Phật xuống được, suốt ngày trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật, những thứ khác đều không nghĩ, không nghĩ chính là buông xuống rồi. Mỗi ngày dùng một câu A-di-đà Phật để huân tập bản thân, đây là công phu rất lớn. Làm cho quý vị thật sự buông bỏ được dạng duyên, niệm niệm tương ưng với A-di-đà Phật. Ngẫu Ích Đại Sư nói, niệm này là tâm Bồ Đề vô thượng. Cho nên niệm Phật có thể dứt sanh tử, niệm Phật có thể ra khỏi tam giới, niệm Phật có thể giảng sanh làm Phật, chính là đạo lý này vậy. Không dùng phương pháp niệm Phật, nghiên cứu giáo lý, niệm niệm tương ưng với kinh giáo. Chúng ta phát tâm từ bi, muốn đem Phật Pháp thù thắng này giới thiệu cho xã hội tất cả đại chúng. Bản thân chúng ta nếu không nhập cảnh giới, quý vị sẽ dùng phương pháp gì để giới thiệu cho mọi người? Điều kiện khế nhập chính là giáo lý hành quả. Mỗi một bộ kinh đều có bốn phần. Không những mỗi bộ kinh, nói thêm với chư vị rằng mỗi một câu kinh đều có bốn phần này. Thậm chí nói mỗi một chữ cũng có bốn phần. Quý vị nếu như hiểu rõ thì quý vị sẽ biết giảng, quý vị mới giảng được mạch lạc rõ ràng. Mỗi một câu quang minh chiếu diệu nhãn thiên dương, bảy chữ này là giáo. Trong bảy chữ này có lý. Quang minh là căn bản trí, chiếu diệu là hậu đắc trí, đây là lý. Giảng là hành, sáu căn, hai loại trí thực tiễn vào trong sáu căn đó gọi là hành. Mỗi một câu kinh văn đều có giáo lý hành quả.
Chúng ta làm thế nào để khế nhập? Giáo phải tin tưởng, lý phải hiểu rõ, hành phải làm theo. Từ làm theo mà làm cho những giáo lý này dung hợp thành một thể. Giáo hành lý, một mà ba, ba mà một, đó gọi là chứng. Nếu như giáo hành lý là ba phần, quý vị không có chứng. Giáo hành lý hợp thành một thể, một là tất cả là một, quý vị sẽ chứng, liền khế nhập. Chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát và phàm phu chúng ta không giống nhau. Họ ở đây dụng tâm, tại nơi đây dụng công phu. Phàm phu chúng ta từ sáng đến tối suy nghĩ lung tung, làm thị phi nhân ngã, làm những việc tham sân si mạng. Phật Bồ Tát và chúng ta không giống nhau, chính là điểm này. Ngoài điều này ra, còn có gì không giống nhau nữa? Chúng ta ăn cơm, Phật Bồ Tát cũng ăn cơm. Chúng ta mặc áo, Phật Bồ Tát cũng mặc áo. Chúng ta đi đường, Phật Bồ Tát cũng đi đường, không có gì khác. Giáo lý thực tiễn vào trong cuộc sống, biến thành sinh hoạt, chính là hành. Từ trong hành mà triệt ngộ, chính là chứng. Một ngộ tất cả. Vì cuối cùng, duyệt ý hải âm thiên dương. Ý nghĩa này vô cùng rộng. Hải là ví dụ cho sâu rộng. Duyệt ý, âm thanh này có thể khiến cho tất cả chúng sanh nghe đến đều có thể sanh tâm quan hỷ. Đây là âm thanh gì? Âm thanh niệm Phật. Nói theo nghĩa rộng, âm thanh thuyết pháp. Chư Phật Như Lai, Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác, cho đến thiện tri thức phàm phu, chỉ cần có thể nói được tương ưng, đều là duyệt ý hải âm. Vì sao vậy? Khế cơ khế lý. Âm chí thiện. Tất cả chúng sanh, trừ phi họ chưa tiếp xúc đến. Nếu như họ đã tiếp xúc, nhất định sanh tâm quan hỷ. Chúng ta trong những năm qua nghe được không ít sự thật. Có một số thanh niên yêu thích âm nhạc, yêu thích ca vũ. Đây là điều thường tình của con người. Chưa tiếp xúc với Phật Pháp, không biết những điểm tốt của Phật Pháp, say mê trong các trò giải trí thế gian, yêu thích những điều này. Luôn luôn bởi vì gia thân quyến thuộc, có một người qua đời,
sanh khởi đau khổ. Tập tục Trung Quốc cũng sẽ mời một vài người xuất gia hoặc là đạo sĩ tụng kinh siêu độ cho họ. Như vậy, họ có cơ hội tiếp xúc với Phật Pháp. Khi họ nghe đến những âm thanh âm nhạc sướng tụng trong Phật Pháp rất hay, lại có cơ hội tiếp xúc với kinh giáo, họ bắt đầu đọc tụng, cảm thấy trong đó càng đọc càng thú vị, liền dần dần xa rời những trò giải trí của thế gian trước đây, không còn nghe những thứ đó nữa. Nghe giảng kinh, nghe niệm Phật, họ đối với điều này sản sanh hứng thú nồng hậu. Từ giải trí thế tục chuyển thành lấy Phật Pháp làm vui. Cho nên gia thân quyến thuộc qua đời là tăng thượng duyên cho họ. Trong suy nghĩ của chúng ta nhìn thấy đó là Phật Bồ Tát thị hiện, làm cho họ trong cảnh giới này quay đầu lại, trong cảnh giới này mà bừng tỉnh giác ngộ. Tương lai bản thân họ tu hành có thành tựu. Nhà Phật nói, một người thành Phật, chính họ sanh thiên. Tổ tiên chín đời đều sanh thiên, đi hưởng phước trời. Quý vị không siêu độ, cũng siêu độ họ rồi. Chỉ cần bản thân quý vị tu hành có thành tựu. Thế nào gọi là thành Phật? Nói với chư vị rằng giảng sanh là thành Phật. Cho nên niệm Phật đường là nơi thành Phật. Quý vị chỉ cần niệm Phật là có thể giảng sanh, thực sự giảng sanh, hạ hạ phẩm giảng sanh. Nói với quý vị rằng tổ tiên chín đời của quý vị đều đến trời đao lợi hưởng phước rồi, tuyệt đối không đọa lạc đường ác. Người thế gian nói hiếu thân, hiếu dưỡng cha mẹ, thực sự mà nói, họ không biết. Quý vị học Phật lấy gì để hiếu dưỡng cha mẹ? Họ không biết. Đâu biết rằng niệm Phật giảng sanh thì tổ tiên chín đời đều hưởng phước trời. Đây là điều mấy năm gần đây chúng ta nhìn thấy rất nhiều. Từ đó có thể biết Phật Pháp thiếu đại lực tuyên dương. Pháp vị của Kinh Phật Đậm, Pháp vị Kinh chữ này, quý vị trong đề kinh đều đã giảng qua. Quán nhiếp thường pháp, đây là bốn ý nghĩa cạn của kinh. Nhiếp, lực lượng nhiếp thọ nhân tâm. Cửu pháp giới, tất cả hữu tình chúng sanh, kinh Phật đều có sức nhiếp thọ rất mạnh mẽ. Vì sao không thể nhiếp thọ được? Không có cơ hội tiếp xúc. Sức nhiếp thọ vì sao lại không đủ mạnh? Là bản thân chúng ta công phu tu dưỡng chưa đủ. Công phu tu dưỡng của bản thân thực sự đủ, lý thấu triệt, trí tuệ khai,
Bất luận là kinh điển như thế nào, quý vị đều có thể giảng để cho người ta sanh tín tâm, làm cho người ta sanh nguyện tâm, làm cho người ta sanh tâm hoan hỷ. Sức nhiếp thọ đã đủ lớn mạnh. Cho nên chúng ta học giáo lý, học giáo lý nếu không tu hành cũng vô dụng, đồng với nói ăn, đếm châu báu. Cho dù quý vị học hiểu rồi có thể giảng, nhưng không có lực lượng nhiếp thọ, giảng có hay bao nhiêu, gọi là nói cho qua trời rơi rụng, lúc nghe thì hay, ra khỏi cửa đều quên sạch sẽ, không còn như vị. Bản thân quý vị có công phu tu hành, sau khi nghe rồi, trở về họ vẫn có dư vị, đó là quý vị giảng thành công rồi. Dư vị có thể duy trì bao lâu? Hoàn toàn nhờ công lực của bản thân, là lực lượng tu học của bản thân. Phật Thích Ca Mâu Ni vĩ đại, chúng ta không thể không khâm phục Ngài. Ngài tu hành đến nơi viên mãn, để lại kinh điển đã 3.000 năm mà pháp gì vẫn còn sâu đậm như vậy. Có người nào có thể sánh được chứ? Chúng ta giảng một vài điều, người ta có thể suy ngẫm được mấy ngày. Tôi nghĩ 3 ngày, 4 ngày sẽ không còn nữa. Có thể duy trì 3, 4 ngày đã khá lắm rồi. Phật Thích Ca Mâu Ni đến hôm nay hơn 3.000 năm rồi, pháp gì vẫn là sâu đậm như vậy. Chúng ta làm sao mà không khâm phục được? Đây là điều từ công phu chân thật mà có, không phải là văn tự bình thường. Văn tự bình thường, quý vị trên báo chí phát biểu một bài luận văn, người ta xem một lần sẽ không xem lần thứ hai, vứt vào sọt giấy loại. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ công phu của quý vị rất cạn, không đáng được xem lần thứ hai. Nếu như thứ quý vị viết rất hay, xem ra rất có vị, còn để lại đó xem lần thứ hai. Thật sự mà nói, văn chương có hay bao nhiêu, xem một thứ 10 lần, 20 lần không muốn xem nữa. Sức nhiếp thọ của quý vị có hạn. Cho nên nói, duyệt ý hải âm. Âm thanh nếu như không phải từ trong tự tánh hiển lộ ra, vậy thì làm sao được? Quý vị làm sao có thể khiến cho chúng sanh trong cửu giới đều cảm động? Đoàn thể này hiện tại thường nói văn hóa đa nguyên, chúng ta nói tộc quần này, có thể nói như thế. Trong Tán Đức có thể nhìn thấy họ rất hoan hỷ khi nghe Phật Pháp. Thường thường trong đại chúng đại diện thỉnh Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp, cho nên họ có duyệt ý hải âm. Chúng ta xem kinh văn dưới đây. Như thị đẳng nhi di thượng thủ, bất khả xưng số. Đây là câu tổng kết. Dưới đây tán thán công đức giai cụ đại từ, lân mẫn chúng sanh, thư quan phổ chiếu, linh kỳ khoái lạc. Phạm Thiên
Phạm nghĩa là thanh tịnh, có thể sanh đến Đại Phạm Thiên, tâm địa đều vô cùng thanh tịnh. Họ đều tu hành từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm, cho nên nói đều đầy đủ đại bi lân mẫn chúng sanh. Bởi vì họ tu từ bi hỷ xả, bốn chữ này họ làm được rồi. Không những họ làm được mà còn vô cùng nhiệt tâm để làm, hoan hỷ làm, làm không có chút mệt mỏi. Từ là hoan hỷ nhìn chúng sanh an vui, bi là giúp đỡ tất cả chúng sanh ly khổ. Những người này tại thế gian làm những việc tốt này, hỷ là thường sanh tâm hoan hỷ, xả là thực sự có thể buông xuống được, có thể quên mình vì người. Những người này trên thế gian gọi là thiện nhân. Cho nên, từ lâu, họ đã dưỡng tâm thành đại từ bi. Vậy mới có thể đến Phạm Thiên. Sơ thiền Đại Phạm Thiên, làm Đại Phạm Thiên Dương. Đây không phải là người phổ thông. Chúng ta phải học tập như thế nào? Nhất định phải đối với tất cả chúng sanh có tâm yêu thương, có tâm đồng cảm, thương xót, quan tâm tất cả chúng sanh, yêu thương tất cả chúng sanh, toàn tâm toàn lực chăm sóc giúp đỡ tất cả chúng sanh, thực sự có thể hy sinh bản thân tác thành cho người khác. Đây chính là từ bi hỷ xả, lấy việc giúp người làm niềm vui, gọi là giúp người an vui là chính. Lạc chính là hỷ, hỷ lạc trong tứ vô lượng tâm. Họ hoan hỷ khi nghe kinh, hoan hỷ khi nghe pháp. Những người này bất luận ở đâu, họ sẽ phát khởi thỉnh Phật Bồ Tát đến giảng kinh thuyết pháp. Trong Phổ Hiền Thập Nguyện, thỉnh chuyển Pháp Luân, thỉnh Phật trú thế, họ vô cùng nhiệt tâm đối với sự việc này, đặc biệt yêu thích. Cho nên
trong đức hiệu có cả trí tuệ quang minh, chiếu diệu, đều là đối với tất cả chúng sanh. Hoan hỷ nghe pháp, hoan hỷ nghe kinh, đương nhiên sẽ sanh trí tuệ. Đây là đạo lý chắc chắn. Có trí tuệ đối với chân tướng của tất cả pháp thế gian, xuất thế gian, đương nhiên hiểu rõ. Cho dù đó hiểu rõ nhưng chưa thấu triệt, nhưng cũng rất ích lợi. Sự ích lợi này là gì? Thanh tịnh không nhiễm. Trong thuận cảnh không có tham luyến, không nhiễm thuận cảnh. Trong nghịch cảnh không sanh sân nhuế. Cảnh duyên thuận nghịch đều không nhiễm. Cho nên mới có thể thường duy trì tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Tất cả chúng sanh gặp họ, người hiện tại nói từ trường của họ rất tốt. Quý vị chỉ cần tiếp xúc thân cận họ, cho dù một câu cũng không nói, cũng cảm thấy toàn thân rất dễ chịu. Đây chính là duyệt ý hải âm. Sẽ có thể làm được duyệt ý. Chúng ta thường nói là bầu không khí. Bầu không khí vô cùng tốt, cảm thấy rất dễ chịu. Người nước ngoài nói là từ trường. Họ thay đổi như thế nào? Từ bi hỷ xả biến hiện ra. Thư quang phổ chiếu linh kỳ khoái lạc. Kỳ tức là phàm tất cả những nhân vật tiếp xúc với họ. Tự nhiên đều có được an vui. Mời xem đoạn dưới đây. Phục vô lượng quang âm thiên dương, sở dị khả ái nhạo quang minh thiên dương, thanh tịnh diệu quang thiên dương, năng tự tại âm thiên dương, tối thắng nghiệm trí thiên dương, khả ái nhạo thanh tịnh diệu âm thiên dương, thiện tư duy âm thiên dương, phổ âm biến chiếu thiên dương, thậm thâm quang âm thiên dương, vô cấu xưng âm quang minh thiên dương, tối thắng tịnh quang thiên dương, như thị đẳng di di thượng thủ kỳ số vô lượng, giai trụ quảng đại tịch tịnh hỷ lạc vô ngại pháp môn. Đoạn này nói quang âm thiên, sắc giới nhị thiền, đại phạm là sơ thiền, quang âm là nhị thiền. Nhị thiền cũng có ba trời: tiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên. Tại nơi này, tộc quần này tượng trưng cho thất địa Bồ Tát, diễn hành địa. Câu thứ nhất,
là liệt kê ra loại hình. Số là vô lượng. Loại là Quang Âm Thiên Dương. Đây là tộc loại. Từ trên số lượng mà xem, chúng ta liền hiểu được đây là lấy tận hư không biến pháp giới làm một hội. Pháp hội Hoa Nghiêm, tận hư không biến pháp giới. Tất cả tộc quần, đại tập hội. Vị thiền, vì sao gọi là Quang Âm? Đại Trí Độ Luận nói cho chúng ta, đệ nhị thiền gọi chung là Quang Âm. Lúc thiên nhân nói chuyện, trong miệng xuất hiện thanh tịnh quang minh, cho nên gọi là Quang Âm. Cũng có kinh điển nói tầng trời này đã không cần dùng ngôn ngữ để câu thông nữa. Họ câu thông ý kiến với nhau thì trong miệng phóng quang. Đối phương vừa nhìn nhan sắc của quang liền hiểu được ý của họ. Điều này đích thực rất hay, bớt được rất nhiều phiền phức. Chúng ta có ý, hai bên trao đổi, nói cả buổi cũng chưa thể nói rõ ràng được. Có lẽ người khác còn nghe sai ý, hiểu sai ý. Luôn luôn có chuyện đó. Họ không cần phiền phức như vậy. Vừa phóng quang liền biết được. Đây là một biện pháp rất tốt. Thực sự mà nói, thế gian chúng ta cũng hiểu được đạo lý này. Quý vị cảm thấy quang biết nói chuyện rất kỳ quái. Kỳ thực không kỳ quái tí nào cả. Quý vị mỗi ngày đi ra đường, lúc đi ngang qua ngã tư, có ai nói chuyện với quý vị không? Phóng quang, ánh sáng xanh vừa mở, quý vị hiểu là quý vị rất an toàn đi qua. Ánh sáng đỏ vừa mở lên, quý vị liền hiểu là không được đi. Không cần để nói chuyện, phóng quang là được rồi. Hiện tại chúng ta dùng quang thay thế cho âm thanh, thật sự không dễ. Tâm chúng ta rất thô, tư tưởng chưa tinh tế lắm. Thiên nhân thị thiền, tâm đã tương đối ổn định rồi. Công phu thiền định rất sâu. Tâm địa vô cùng thanh tịnh, tâm tư vô cùng tế mật, cảm giác rất nhẹ, ý nghĩa đã có thể thông đạt rõ ràng rồi. Không cần ngôn ngữ rườm rà như vậy. Cho nên, đến Quang Âm Thiên, quý vị vẫn còn dùng ngôn ngữ nói chuyện với họ, họ cảm thấy quý vị rất đáng ghét, ngươi làm sao mà lắm lời thế? Thiên nhân bên đó không dùng ngôn ngữ, dùng quang để thay thế cho ngôn ngữ, xưng họ là Quang Âm Thiên. Du Già Luận nói gọi họ là cực quang tịnh, ý nghĩa nói thanh tịnh quang minh,
biến chiếu mình và người. Trong quang, đầy đủ trí tuệ, đầy đủ phước đức. Rồi đó là Quang Âm. Trong danh hiệu có mấy ý nghĩa như vậy. Nhưng chúng ta trong kinh thường nhìn thấy, thường nghe đến nhất là dùng quang đại biểu cho ngôn ngữ, dùng tương đối nhiều. Trong 10 danh hiệu cũng là biểu pháp hiển thị đức hạnh của Thất Địa Bồ Tát, trí tuệ đức hạnh. Vị thứ nhất gọi là khả ái nhạo quang minh thiên dương. Phạm thiên trở lên cũng chính là chúng ta nói sắc giới thiên. Trong dục giới, thiên quang tương đối ít. Vì sao vậy? Dục là phiền não, là chướng ngại. Cho nên, quang không thấu lộ ra được. Đến sắc giới thiên nhân đều có quang. Vì sao vậy? Họ ly dục rồi. Chứ gì phải biết ly dục hoàn toàn không phải nhổ sạch gốc ngũ dục lục trần. Không phải, gốc vẫn còn. Trong Phật Pháp nói, họ ly dục là lấy đá đè cỏ, chưa nhổ sạch gốc. Nếu như nhổ gốc, họ sẽ không ở sắc giới thiền nữa. Nếu như ngay cả gốc cũng nhổ sạch, họ siêu diệt lục đạo rồi. Họ nhập vào tứ thánh pháp giới. Công phu thiền định của họ thâm sâu, khống chế được tập khí phiền não. Đây là đè nén phiền não, chứ không phải là đoạn phiền não. Họ có định lực rất sâu, thời gian đè nén phiền não rất dài. Tuy có phiền não, nhưng chắc chắn không khởi hiện hành. Cho nên, trên thân họ có quang, họ phóng quang. Chúng ta hiểu được đạo lý này. Thì có thể hội được. Thế gian, có một số chúng ta hiện tại xưng họ là có công năng đặc biệt. Những người có công năng đặc biệt này, họ nhìn người rõ ràng hơn chúng ta. Mức thấp nhất thì họ có thể phân biệt được người này là thiện hay ác. Là có trí tuệ hay là không? Có phước báo hay không? Chí ít họ có thể nhìn ra được. Vì sao vậy? Người phiền não nhiều, vọng tưởng phân biệt nặng. Người này thân thể đen tối. Người phiền não nhẹ, người có trí tuệ lớn, thân thể họ trong suốt. Điều này có thể nhìn thấy được.
chúng ta cũng có thể chứng thực thiên nhân sắc giới, thân thể là trong suốt. Cho nên họ phóng quang. Chỉ thứ nhất, khả ái nhạo quang minh thiên dương. Quang minh, thực sự mà nói, bất luận trong lục đạo chúng sanh cõi nào, không có ai yêu thích thanh tịnh quang minh, người người đều quan hỷ. Ở đây còn thêm khả ái nhạo, chữ này đọc thành bốn. Nhạo là yêu thích, sở thích. Điều này giảng trong nhị thiền. Chúng ta biết quang minh khả ái nhạo là từ trong thiền định mà sanh ra. Tu học của Phật Pháp, mọi người đều hiểu được, thiền định là đầu mối, là then chốt. Nhà Phật, bất luận là Đại Thừa, là Tiểu Thừa, hay bất cứ tông phái pháp môn nào, tổng cương lĩnh của nó chính là tam học giới định tuệ. Phương pháp đường lối tuy nhiều, gọi là tám dạng bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, chỉ là phương pháp đường lối không tương đồng nhau. Tu là những gì? Đều là giới định tuệ. Nếu như phương pháp này, đường lối này và giới định tuệ không tương ưng, vậy thì không phải là Phật Pháp. Gọi là ma ngoại. Nếu như phương pháp này và giới định tuệ tương ưng, đều gọi là Phật Pháp. Cho nên, tam học giới định tuệ là tổng cương lĩnh, gọi là tam vô lậu học. Thiền định, trong Tịnh Tông chúng ta gọi nó là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn chính là thiền định. Trong kinh Đề Kinh Vô Lượng Thọ chính là thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh bình đẳng là định. Nếu như chúng ta kết hợp nó với tam học để nói, được. Thanh tịnh với giới học, bình đẳng với định học, giác với tuệ học. Cũng có thể nói như thế. Chúng ta muốn tu học, quý vị phải hiểu được thanh tịnh là cơ sở. Nếu muốn tâm thanh tịnh hiện tiền, nhất định phải diễn ly tất cả ô nhiễm. Thế nào là ô nhiễm? Chấp trước chính là ô nhiễm. Việc đầu tiên là nhân ngã thị phi.
Quý vị có nhân ngã thị phi, tâm quý vị làm sao thanh tịnh được? Quý vị còn tham sân si mạng, quý vị làm sao có thể thanh tịnh? Như vậy chúng ta mới biết tu hành phải hạ thủ từ đâu. Từ tâm thanh tịnh mà hạ thủ. Nếu như chúng ta không thể đem thị phi nhân ngã, tham sân si mạng, những kiến giải sai lầm, tư tưởng sai lầm này, nhân ngã thị phi là kiến giải sai lầm, tham sân si mạng là tư tưởng sai lầm, buông xuống. Buông bỏ. Tâm thanh tịnh liền hiện tiền. Tâm này, thực sự bà nói, quý vị có thể buông xuống một phần. Quý vị được một phần thanh tịnh. Khai một phần trí tuệ. Có thể buông xuống hai phần. Quý vị được hai phần thanh tịnh, khai hai phần trí tuệ. Không phải nói tất cả đều buông xuống mới khai trí tuệ, không phải vậy. Hiệu quả của tu học Phật Pháp vô cùng hiện thực, vô cùng rõ ràng. Quý vị nếu muốn khai trí tuệ, quý vị không chịu buông xuống, trí tuệ chắc chắn không thể nào khai mở được. Trí tuệ là sẵn có, những thứ này chướng ngại trí tuệ. Bỏ chướng ngại, trí tuệ tự nhiên hiện tiền. Tự nhiên liền phóng quang. Không cần bản thân cố ý để phóng quang, cố ý không phóng quang được. Chỉ là chăm chỉ đoạn phiền não là được rồi. Đây là chúng ta hiểu được cách tu hành như thế nào. Nói rất đơn giản. Làm rất khó khăn. Đúng như ngạn ngữ thế gian thường nói, việc tốt nhiều ma. Ma là ma chướng. Ma chướng là gì? Tập khí phiền não là ma chướng. Ma chướng này cầu Phật Bồ Tát gia hộ vô ích. Cầu Phật Bồ Tát gia trì cũng vô ích. Nhất định phải bản thân phát tâm khắc phục phiền não tập khí của bản thân. Niệm Phật đường thiết lập cho đến ngày nay, tôi tin rằng rất nhiều đồng học ít nhiều cũng có một chút tâm đắc. Mức độ thấp nhất quý vị đã thể hội được, có thể khắc phục thùy miên, khắc phục giải đại biến nháp. Ban đầu mới vào niệm Phật đường chưa có tính tâm, một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ sợ chịu không nổi, 48 tiếng đồng hồ, 36 tiếng đồng hồ, bản thân một chút tính tâm cũng không có. Nhưng niệm vài lần cũng được, cũng có thể gắn qua được. Sau khi niệm Phật rồi, không những không mệt mỏi, tinh thần còn sung mãn.
chuyện trò vui vẻ. Đây chứng tỏ quý vị khắc phục được khó khăn rồi. Tài sắc danh thực thùy, quý vị có thể khắc phục. Những thứ khác cũng phải khắc phục như thế. Thực sự mà nói, khắc phục hoàn toàn không khó. Chỉ cần chuyển được ý niệm, chuyển trên Phật Pháp, không cần đi nghĩ những thứ đó. Nếu như quý vị vừa nghĩ, tôi đã nhiều tiếng đồng hồ chưa ngủ, mệt mỏi rồi, lập tức liền mệt mỏi, tinh thần liền không còn nữa. Vì sao vậy? Phật từng nói, tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Quý vị nghĩ đến ngủ, ngủ gục liền đến. Nếu như quý vị nghĩ đến Phật, nghĩ đến những vị Bồ Tát này, họ không có ngủ nghỉ. Không những không ngủ nghỉ, họ cũng không có ăn uống. Lấy thiền duyệt làm thức ăn. Cho nên sắc giới thiên nhân dùng gì để dưỡng sắc thân của mình? Niềm vui. Người thế gian chúng ta gọi là người gặp chuyện vui, tinh thần thoải mái. Người nếu như gặp chuyện rất thích, rất vui, quên luôn ăn uống, ngủ nghỉ cũng quên luôn. Họ có thể không ngủ, có thể không nghỉ. Niềm vui chính là dinh dưỡng rất tốt. Người thế gian chúng ta hiểu được, chưa thực nghiệm qua, chưa nghiêm túc mà làm. Thiên nhân sắc giới, họ nhập cảnh giới này. Dục giới thiên còn có ăn uống. Dục giới có 6 tầng trời, càng hướng lên trên càng nhạt dần. Cũng tức là ít dần. Đến sắc giới thiên hoàn toàn không cần nữa. Họ đều đã xa rời ngũ dục. Tức là tài sắc danh thực thùy. Năm thứ này thiên nhân sắc giới đều không có. Thiên nhân sắc giới không còn ăn uống, cũng không có ngủ nghỉ. Tất cả đều có thể khắc phục. Cho nên thân tướng của họ là quang minh khả ái, vĩnh viễn nhìn không chán. Khả ái nhạo là nhìn không chán. Tướng hảo trang nghiêm. Đây là vị thiên dương thứ nhất hướng dẫn chúng ta. Chúng ta sau khi đọc rồi rất hâm mộ, nhưng nếu phát tâm học tập, đối với cuộc sống của chúng ta sẽ càng thêm mỹ mãn, đối với việc tu hành của chúng ta rất có lợi ích. Hết giờ rồi, chúng ta giảng đến đây thôi.